Nhân chào cả nhà nha. Hiện tại là Nhân đang đứng tại khu Bella Villa. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 10. Nhân sẽ quay một vòng cập nhật lại cái hạ tầng cho cả nhà mình. Khi mà từ ngoài cổng mình đi vào thì nó có hai lốc nhà phố. Thì hai lốc nhà phố đã bán hết rồi. Hồi trước là bán khoảng 1,8 tỷ một căn đấy nha, tại diện tích là ngang 5,7. Còn phía ở trong này thì mình sẽ có là biệt thự. Biệt thự thì diện tích 85, 86 hoặc là 87, và có những cái căn góc thì sẽ là ngang 9, 15, 10, 15, 11, 15 hoặc là 12, 15. Thì tùy cái diện tích và cái vị trí thì cái giá cả nó sẽ khác nhau. Thì ở đây là cái giá thì Nhân nói có cái giá chung cho cả nhà mình nha, nó tầm khoảng 2,6 tỷ, 2,7 tỷ một căn, và có những căn trục đường chính thì nó sẽ là trên 3 tỷ một căn. Như ở đây là căn nhà mẫu thì 1,6 tỷ, căn này là phía chủ đầu tư đã bán rồi. Thì khi mà đi vòng hết cái khu này á, đi vòng hết cái khu thị trấn Đức Hòa thì hầu như là không có cái khu nào mà nó đẳng cấp như cái khu này. Bởi vì cái này là không phải là cái nhận xét riêng của Nhân, mà là nhận xét riêng của chung của những anh làm mình cái nghề bất động sản, nghề môi giới. Thì có một cái như thế này, tức là khi mình vào đây mình tham quan hoặc là mình muốn mua đó, thì cái giá là nó 2,6, 2,7 tỷ. Thì thật sự khi mà mình nói như vậy á, là cái giá trị nó cũng khá là cao. Tức là ở đây nó cao là cao về cái giá trị, bởi vì nó thuộc một cái khu mà phải nói là rất là đẳng cấp rồi, nên là cái giá trị nó phải cao. Và cho dù là nó cao như thế nào đi nữa thì nó cũng sẽ sinh lời, chứ không phải là nó cao tới cái mức mà không thể nào mà mình bán lại được, giao dịch lại được nữa. Thì cái đó mới là điều đáng nói. Còn đây ví dụ như là mình đầu tư thì nó có rất là nhiều dạng để mình đầu tư. Mình có thể là đầu tư nhỏ, tức là mình có tầm khoảng 2 tỷ thì mình có thể là đầu tư nhiều nơi, nhiều vị trí khác nhau. Và cái đó thì mình chỉ có thể là mình mua đất nền. Đất nền thì nó mới có cái giá là dưới 1 tỷ, bởi vì cái diện tích nó có nhiều cái căn, nhiều lô, cái diện tích nó nhỏ đó. Thì lúc đó là cái giá của mình nó sẽ vừa phải, vừa đủ. Còn khi mà cả nhà mình có cái tầm đó đó, mình tầm 2 tỷ hoặc là 3 tỷ đó, khi mình vào cái khu này đó, thì mình thấy cái giá đó là mình cảm giác rất là ngọt. Bởi vì nó vừa đủ với cái số tiền của mình vừa có. Thế cho nên là khi mà mua rất là phân vân, rất là e ngại. Và cái điều đó thì cái điều hiển nhiên thôi, ai cũng vậy. Một cái mình gọi là một cái tâm lý chung khi mà đầu tư của những cái khu mà cái giá nó cao. Bởi vì Nhân phân tích cho mình luôn một cái lợi thế là khi mình mua biệt thự ở đây á, thì được một cái là cái hạ tầng ở khu này nó chưa làm, và những cái căn nhà nó cũng chưa được hoàn thiện, cho nên đó là một cái cơ hội rất là lớn để cho cả nhà mình mua được cái giá nó rất là rẻ. Bởi vì khi một chủ đầu tư mà họ bung ra cái giá cả đó thì họ sẽ cân nhắc thứ nhất, và thứ hai là họ sẽ nhìn cái khu vực đó cái giá cả như thế nào để họ có thể đưa ra một cái giá nó phù hợp nhất với cái khu vực mà họ đang bán. Bởi vì họ không thể nào mà đưa cái giá mà nó quá cao được. Nếu mà nó quá cao với khu vực đó thì chắc chắn là những nhà đầu tư nhỏ lẻ họ sẽ đi những nơi khác, chứ không thể nào mà họ mua cái khu vực của mình được. Thì trong tổng cái khu Bella Villa này nó có tới khoảng 500 căn nhà phố biệt thự của đất này. Thì trong khu này mình chỉ cần là sau này mà giao nhà xong đó, tầm khoảng chừng 10 căn nhà thôi, đầu tiên nhất là 10 căn nhà về đây mà hoàn thiện và ở thôi, thì cảm giác nó sẽ có sức sống và nó sung túc. Thì lúc đó là những nhà đầu tư của mình bán lại nó sẽ có lời.
và nó có hai cái trường hợp như thế này. Nhân cũng phân tích luôn cho các nhà đầu tư mình á. Thì một cái lý do là đa số những cái khách hàng mà họ không chịu chấp nhận mua những cái sản phẩm như thế này, bởi vì họ sợ cái rủi ro. Rủi ro ở đây là nó có rất là nhiều rủi ro. Ví dụ như là bên phía chủ đầu tư họ sẽ không làm hết những cái điều mà họ đã cam kết trong cái hợp đồng. Chẳng hạn như là họ không có xây nhà xong cho mình là họ bỏ giữa chừng, hoặc là cái hạ tầng đường xá rồi này kia đó thì họ không có trả nhựa cho mình. Thì lúc đó thì phải nói là gặp những cái chuyện phải nói là rơi vào cái tình huống kiểu ăn gì giả khóc giả cười đó. Thì khi mà như vậy đó thì mình sẽ tìm hiểu cái chủ đầu tư đó họ như thế nào, những cái khu trước họ đã làm và làm như thế nào rồi. Thì lúc đó mình căn cứ vào những cái dự án trước của họ đã làm, nếu như họ làm tốt thì chắc chắn cái dự án tiếp theo họ sẽ làm tốt, bởi vì đó là một cái uy tín của họ. Thì để mà tạo lên một cái thương hiệu thì nó không phải dễ, nhưng mà để mà giết chết một cái thương hiệu á thì nó rất là dễ nha cả nhà. Ví dụ như bên phía chủ đầu tư Trần Anh thì đã thành lập cách đây là chính xác là 11 năm rồi, thì không thể nào mà họ có thể là họ giết chết cái doanh nghiệp của mình chỉ trong một cái dự án. Bởi vì tới cái thời điểm này thì họ đã bán rất là nhiều dự án rồi, chứ không phải đây là một cái dự án đầu tiên, cho nên là cả nhà mình hãy yên tâm về cái vấn đề mà Nhân nói. Thì như Nhân nói, như chia sẻ với cả nhà mình đó, khi mà Nhân quay lại cái khách hàng, thì khi mà những cái khách hàng thấy những cái rủi ro đó thì khách hàng không dám mua. Thì khách hàng gì muốn một cái sự an toàn, thì khách hàng muốn sự an toàn thì chắc chắn là họ phải đợi cho cái khu này nó hoàn thành xong rồi thì lúc đó thì họ mới quay lại mua. Cho nên đó là một cái cơ hội của những cái người mà đầu tiên họ dám bỏ ra số tiền để đầu tư vào một cái khu mà nó còn đang dang dở như thế này. Đó là một cái cơ hội để sau này họ bán lại cho những nhà đầu tư nhỏ tiếp theo, hoặc là những cái khách hàng mà muốn ở mà muốn có được một cái sự an toàn. Đó. Thì ở đây là cái hồ bơi như cả nhà. Hồ bơi cũng khá là lớn, nhưng thấy sâu lắm ạ. Thì cái hồ bơi lớn bên đây, còn hồ bơi nhỏ là phía bên kia. Và ở đây là nó là một cái compound, là bao gồm nó có hồ bơi, rồi nó có quán cà phê, quán ăn này kia, ở trong đây có hết. Thì sau này nó tập trung là những cái tiện ích trong khu là nó là tập trung tại khu này. Còn những cái tiện ích xung quanh thì nó đã có hết rồi. Bởi vì là cái khu của mình là nằm ngay chân thị trấn Đức Hòa. Thì đã nói là thị trấn rồi thì không thể nào thiếu chợ, thiếu trường học, thiếu bệnh viện, thiếu khu công nghiệp được. Tất cả những điều đó đã hiện hữu tại thị trấn Đức Hòa. Còn đây là những cái tiện ích trong khu thôi. Ví dụ chiều ra đây là cho con cái ra đây bơi cũng ok, hoặc là mình bơi cũng được, thì mình xuống hồ bơi lớn. Rồi hồ bơi thì miễn phí 2 năm đầu nha cả nhà. Còn mình muốn ăn uống hay cà pháo thì mình vô phía trong kia. Đang xây dựng là rất là đẹp. Sau này hình thành là rất là ok. Đó, như mình thấy một cái dự án lúc nào cũng vậy, mà chỉ cần nó nằm kế mặt đường thì cái tỷ suất sinh lời của nó sẽ rất là nhanh. Chẳng hạn như bên đây, đó là đường tỉnh lộ 824. Mình rẽ tay trái là đi về Bến Lức, rẽ tay phải là mình đi về Sài Gòn. Rồi, Nhân chia sẻ sơ sơ cho cả nhà mình thôi. Với lại Nhân cũng vừa đi xong một vòng khu Bella Villa rồi đó. Thì cả nhà mình nếu như ai muốn tham quan khu này thì mình sẽ đón, bên phía công ty sẽ đón khách vào thứ năm và chủ nhật. Thì đón khách mình xuống tham quan là hoàn toàn miễn phí nha cả nhà, mình không có tốn phí. Rồi, thì nếu như cả nhà mình muốn tham quan dự án thì cứ alo Nhân số điện thoại trên màn hình nha. Và nếu như ai chưa đăng ký thì cứ đăng ký kênh của Nhân, để sau này Nhân có những cái video mà nó có những căn nhà hoặc là lô đất của khách hàng gửi lại đó, mà cái giá nó hợp lý với lại cái vị trí đó mình yêu thích, thì cứ gọi cho Nhân, Nhân sẽ tư vấn. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.